Muôn tạo Phật ơi, cùng tôi hát lên một bài. Ta mừng Thượng Đế, quyền uy tác sinh muôn loài. Với người công chính, hãy cất cao lên muôn lời. Người khen Chúa Trời, chan hòa ngàn tiếng nơi nơi. Ngài ban cho tôi biển khơi núi cao sông dài, trời mây tinh tú trong mắt suối đèo rừng sâu. Vầng trăng chiếu ban ngày, vầng trăng sáng đêm dài, xuân hạ thu đông chan chứa biết bao hồng ân. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Amen. Anh chị em, chúng ta dâng lễ hôm nay mừng kính mầu nhiệm, nền tảng cho niềm tin của chúng ta. Mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Chúng ta dâng lễ hợp với toàn thể giáo hội chúc mừng Chúa ba mà một, một mà ba, là điều trong cuộc sống ta thấy tình yêu đã làm được. Xin cho chúng ta cũng được hiệp nhất với nhau để chứng tỏ mình là những người con của Thiên Chúa ba ngôi. Chúng ta hiệp ý dâng lễ tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cầu bình an theo ý người xin, cầu cho linh hồn Phêrô và các đẳng linh hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an tươi thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúng tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ở bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đức Thánh, chỉ có Chúa là dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai con một là lời chân lý và sai Thánh Thần đấng thánh hóa muôn loài đến trần gian mà khai cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa ba ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách châm ngôn. Đây sự khôn ngoan của Thiên Chúa phán: Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người. Trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa, ta đã được thiết lập từ thuở đời đời. Ngay từ đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở, ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai, khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó. Khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa và những suối nước từ vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người. Đó là lời Chúa. Vượt qua tầng trời cao.
tìm đâu hồi an giữa những ngày quý khôn. Con chỉ biết tìm về tên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, lạy lừng thay, lạy lừng thay khắp nơi danh của Ngài. Uy phong Ngài vượt qua tầng trời cao, kỳ công Ngài thật lớn lao vĩ đại. Trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đứng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ăn sủng và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần đứng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy. Và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Đó là lời Chúa. Trước tiên, con xin cảm ơn Cha Chánh Xứ đã cho phép cũng như cho giáo xứ của chúng con đến để ngỏ lời, để xin ơn, xin chia sẻ của ông bà anh chị em cho công việc xây dựng. Chiều hôm qua, khi tới giáo xứ thì con thấy giáo xứ đang là xây dựng nhà giáo lý. Cho nên hội đồng mục vụ cũng như quý thầy và con bảo công việc của giáo xứ đang xây như thế mà Cha có lòng để chia sẻ, và cách đặc biệt là lòng quảng đại của quý ông bà anh chị em đã giúp đỡ cũng như chia sẻ cho công việc xây dựng nhà Chúa. Giáo xứ của chúng con ở tại Đà Lạt, trung tâm thành phố Đà Lạt, cách trung tâm 2 cây số, vùng ven. Ông bà anh chị em nào đã lên Đà Lạt đến với đồi
Mai Anh hay còn gọi là đồi Domen. Chúng ta đi vào trực diện, bước sang bên trái và ngó xuống dưới vực thẳm ở dưới đó thì sẽ thấy có một ngôi nhà thờ ở dưới đó. Vì ngôi nhà thờ đó, cha bề trên năm 1969 đã xây dựng ngôi nhà thờ đó cho các ông bà anh chị em để giúp cho các sơ trên đồi Mai Anh ở dưới đó. Rồi đến năm 1972 mới hoàn thành, thì Đức cha Simon Hòa Hiền đã khánh thành ngôi nhà thờ đó. Bởi vì lúc đó thì ngôi nhà thờ làm bằng những cái vật dụng tạm bợ, cho nên đến bây giờ thì không thể sửa được nữa, bởi vì nó thuộc vào mốc lộ giới, chính quyền không cho phép. Cho nên chính vì vậy mà được phép của Đức cha địa phận thì Ngài đã bảo thôi làm mới lại, cố gắng để làm mới lại cho giáo xứ. Cho nên chính vì vậy mà con nhận giáo xứ được mấy tháng, rồi được sự chấp thuận của Đức cha địa phận đến cho phép để gửi những thư ngỏ đến ông bà anh chị em cầm trên tay. Biết rằng trong lúc thời buổi kinh tế khó khăn như ngày hôm nay, những lời kêu gọi đã làm chồng chất nên những gánh nặng cho từng người, chắc hẳn cho những gia đình tại giáo xứ Hòa Tân này. Nhưng con tin rằng những việc làm của quý ông bà anh chị em có tấm lòng xả kỷ, chắc rằng Chúa cũng sẽ bù đắp cách này cách khác để cho công việc của ông bà anh chị em mỗi ngày được phát triển hơn. Xin Chúa đến đồng hành và chúc phúc ban cho tất cả mọi người trong giáo xứ, cách đặc biệt là cha xứ, bình an, sức khỏe, vui tươi và hạnh phúc để được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Hôm nay đối với xã hội là ngày nhớ đến những người cha, nhớ đến những người đã sinh thành công dưỡng dục. Chắc hẳn chúng ta mở trên các trang mạng cũng như các thông tin thì những bài hát về người cha rất là nhiều. Nhưng con xin chia sẻ sau đó thì con không hát về một bài về những người cha đã sinh thành, mà con hát một bài nhạc phẩm của linh mục nhạc sĩ Trần Tuấn đã viết về đời linh mục, đó là Tình Người Linh Mục. Sau cuối bài giảng này con sẽ hát tặng cho cha thánh xứ cũng như ông bà anh chị em cầu nguyện cho các linh mục, cách đặc biệt cho cha xứ của mình. Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm một Chúa ba ngôi, và ba ngôi một Chúa là một trong những tín điều đối với người Công giáo, và cách đặc biệt đối với những người ngoài Công giáo thì họ rất là thắc mắc để mà trả lời hay là mà giải thích. Chúng ta thấy rằng khoa học ngày hôm nay thì chứng minh A là A, B là B, mẫu chất này tác dụng với chất khác nó ra cái gì thì nó có trên khoa học rất là dễ dàng. Nhưng trong niềm tin, nhưng trong niềm xác tín của chúng ta không thể chứng minh bằng khoa học được, mà lại đặt một niềm tin của chúng ta vào trong đó. Bởi vì Thiên Chúa ba ngôi, ba ngôi là một, mà một là ba ngôi. Cho nên chính vì vậy đối với mỗi người chúng ta rất là khó để giải thích. Và chỉ trong niềm tin và trong tình yêu thì chúng ta đặt vào đó thì chúng ta sẽ hiểu được Thiên Chúa đã yêu nhân loại như thế nào. Chúng ta thấy rằng có ba cái tình yêu. Tình yêu thứ nhất là tình yêu hiệp thông. Ba ngôi Thiên Chúa liên kết với nhau trong tình yêu. Tình yêu đó khiến cho ba ngôi trở nên một. Đây là điều Chúa Giêsu nhiều lần đã khẳng định với mỗi người chúng ta, cách đặc biệt trong Tin Mừng. Ta và cha ta là một. Xin cho chúng nên một như cha ở trong con và như con ở trong cha. Trong Gioan chương 17 câu 21 đã nói điều đó. Nên trong tư tưởng, nên một trong tư tưởng, nên một trong hành động. Nên Chúa Giêsu luôn làm theo thánh ý của Chúa Cha. Ngài luôn luôn thực hiện theo thánh ý của Chúa Cha chứ không theo ý mình. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của người. Gioan chương 15 câu 10 đã nói điều đó. Và Đức Chúa Thánh Thần cũng không làm gì ngoài ý muốn của Chúa Giêsu, như Chúa Giêsu khẳng định trong Tin Mừng hôm nay. Người sẽ tôn vinh Thầy,
vì người sẽ lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. Sự hiệp thông trọn vẹn đến nỗi một ngôi chính là biểu hiện của ba ngôi Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã cho biết: ai thấy thầy là thấy Cha. Gioan chương 14 câu 10. Thật là một sự kết hợp trọn vẹn trong ba ngôi Thiên Chúa. Tình yêu thứ hai là tình yêu dâng hiến. Chúa Cha có gì thì ban cho Chúa Con tất cả. Như lời Chúa nói trong Tin Mừng hôm nay: mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Chúa Cha ban cho Chúa Con cả chính bản thân mình, nên Chúa Con là hình ảnh hoàn hảo nhất của Chúa Cha. Đến nỗi ai thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha. Và chính Đức Giêsu đã nói với các tông đồ: dùng cả bản thân, dâng cả bản thân, dâng cả ý muốn, dâng cả mạng sống. Khi hấp hối trong vườn Giê-xê-ma-ni, Chúa Giêsu sợ hãi cái chết theo thánh ý của Chúa Cha. Người đã tha thiết cầu nguyện rằng: Abba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén đắng này khỏi xa Con, nhưng xin đừng theo ý Con, một theo ý Cha. Marco chương 14 câu 36 đã nói điều đó. Quả thật tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa là một tình yêu dâng hiến toàn hảo, dâng hiến đến không còn giữ gìn cho mình cả, và dâng tất cả. Mà chúng ta thấy Đức Giêsu đã chết trên thập giá một cách trần trụi. Ngài đã yêu thương nhân loại như thế nào, Ngài đã cứu độ nhân loại ra sao, thì chúng ta mới mừng biến cố Chúa Giêsu chịu đau khổ, chịu chết và phục sinh trong mấy tháng trước. Đó là điều mà Đức Giêsu đã thể hiện tình yêu ba ngôi Thiên Chúa một cách rõ nét nhất trong đời sống của mỗi người chúng ta. Tình yêu thứ ba là tình yêu tác sinh. Sự dâng hiến không làm cho tình yêu nghèo nàn đi, trái lại càng làm cho tình yêu được sung mãn, càng cho đi lại càng thêm phong phú, càng nhận lãnh lại càng thêm năng lực cho đi. Tình yêu đó lan tỏa đến cả muôn loài muôn vật trong vũ trụ này. Tình yêu tràn trề sung mãn nơi ba ngôi Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên muôn loài, làm cho muôn loài được hiện hữu, được sống, được tham dự vào nguồn tình yêu vô biên để được hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương. Chúng ta chỉ được hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa ba ngôi. Nhưng tội lỗi làm cho mỗi người chúng ta xa lìa tình yêu của Thiên Chúa. Sự ghen ghét hận thù làm cho khuôn mặt lem luốc của chúng ta méo mó, không còn giống khuôn mặt hình ảnh của Thiên Chúa nữa. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta hãy biết sống theo khuôn mẫu của ba ngôi Thiên Chúa, biết hiệp nhất với nhau, biết dâng hiến cả bản thân mình, biết cho đi, biết chia sẻ, biết sống chan hòa tình bác ái. Để thực hiện những điều ấy, mỗi người chúng ta phải biết bỏ ý riêng của mình, hoàn toàn sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Khi biết bỏ mình như thế, chúng ta sẽ nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Khi hoàn toàn quên mình để sống cho tình yêu, ta sẽ kết hiệp với tình yêu ba ngôi Thiên Chúa. Đó chính là hạnh phúc thiên đàng. Đó chính là đích điểm mà mỗi người chúng ta đang đi tới. Xin ba ngôi Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta càng ngày trở nên giống tình yêu của Thiên Chúa bằng đời sống hiện thực, là chúng ta yêu thương, là chúng ta chia sẻ, là chúng ta lãnh nhận, cho đi. Khi chúng ta thực hiện những điều đó, chắc rằng khuôn mặt của mỗi người của chúng ta là hình ảnh sống động của ba ngôi Thiên Chúa. Để kết thúc bài chia sẻ, con xin tặng Cha Chánh Xứ bài hát mà lúc đầu trong bài giảng con đã nói, và cho tất cả quý ông bà anh chị em, để cầu nguyện cho những linh mục như chúng con, cho Cha Xứ ở đây luôn có được sự bình an, mạnh khỏe, để đời sống dâng hiến của các tu sĩ, đời sống dâng hiến của đời sống linh mục
được giống hình ảnh của Thiên Chúa hơn. Chúa ơi, con là linh mục muôn muôn ngàn đời theo phẩm hàm Melchizedê, ân tín Ngài đặt sâu trong tim, hồn con đó ngất ngây vì yêu. Chúa ơi, con là linh mục, xin đi vào đời, thay đổi mình nên như Giê-xu, yêu hết mình tận tâm cho đi, đời tân hiến con nào xa chi. Yêu là cho đi, cho luôn chính mình hơn là nhận lấy, vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Chúa ơi, con là linh mục muôn muôn ngàn đời, xin trở thành giá nhân trung kiên, theo bước Ngài nhận báo hy sinh, từ nay quyết sống cho tình yêu. Chúa ơi, con là linh mục, xin muôn ngàn đời yêu chí Ngài chính nguyên đơn sơ, chiếc áo ròng mặc trên thân con, đời tân hiến chỉ vì tiếng yêu. Chúa ơi, con là linh mục, qua muôn ngàn đời con chỉ là thân lưu vong thôi, nhưng chính Ngài gọi con lên ngôi, hàng tư tế sức cho giàu thơm. Chúa ơi, con là linh mục, mang thân phàm trần sao khói buồn khi con cô đơn, nhưng có Ngài cạnh bên con luôn, lòng chợt thấy vui vì thánh ân. Yêu là cho đi, cho luôn chính mình hơn là nhận lấy, vì yêu sẽ luôn kiếm tìm hạnh phúc cho người mình yêu. Xin chúc tất cả mọi người sống trong ngày lễ Ba Ngôi Thiên Chúa được nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chúc cha chánh xứ luôn được bình an, mạnh khỏe để hướng dẫn giáo xứ mỗi ngày được tiến triển tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn. Và giờ đây chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, lời khen Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhận thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đau đinh vào thâm giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra,
người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiên, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tôi. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Trong tâm tình nghĩa tử, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa ba ngôi lời nguyện xin tha thiết. Phúc thay dân tộc được Chúa chọn làm cơ nghiệp của Ngài. Xin cho các tín hữu trong đại gia đình hội thánh biết tôn trọng, gắn bó và cộng tác với nhau, để trong giáo hội có sự hiệp nhất yêu thương. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất. Xin cho những ai đang khao khát kiếm tìm chân lý được ơn nhận biết Chúa là sự thật và là sự sống, để họ trở về tin yêu Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Mầu nhiệm Chúa ba ngôi là mầu nhiệm của sự hiệp thông trong tình yêu. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết sống hiệp thông yêu thương, chân thành cộng tác với nhau để xây dựng cuộc sống tốt đẹp như Chúa đã dựng nên và mong ước cho chúng ta. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa ba ngôi, Chúa đã thương tạo thành, cứu chuộc và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu vô biên của Chúa bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh Thánh Chúa, cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hóa lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính ta.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cùng với con một Cha và Chúa Thánh Thần, Cha là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong ba ngôi cùng một ban thi. Nhờ mặc khải Cha ban, chúng con tin Cha là đấng vinh hiền, và chúng con cũng tin như thế về con Cha và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Cha là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ ba ngôi tuy riêng biệt nhưng cùng một ban thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế các thiên thần và tông lãnh thiên thần ngợi khen Cha và hằng ngày không ngớt lời ca tụng đồng thanh tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thân là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để khiến toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Thomas và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho Thầy đưa vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với ca ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa lừa vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời để đến một con sẽ làm. Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy. Lạy Chúa Giêsu, tình yêu gia đình khởi nguồn từ tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa.
Xin Chúa giúp các gia đình được trở nên tổ ấm yêu thương và hiệp nhân theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lành dân và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa ba ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Nhờ mẹ, nhờ mẹ.
thương dân Chúa trót nơi ta.